quay music video clip Cứ Thế Mà Đi với Thu Vinh và Thanh Bùi. Hôm nay mình đang quay với 84 Productions. Đạo diễn Vinmax đây nè, đang chuẩn bị set. Thì ban đầu thì ý tưởng của mọi người đưa ra thì rất là chỉ cần là một cái clip rất là đơn giản, chỉ cần là ok quay, chúng ta có thể quay ở studio chỉ Thu Minh xong rồi thay Thu hát, sau đó mình sẽ lồng một cảnh phim vào. Thế nhưng mà sau đó thì mình nghĩ lại thì là nếu mà làm như thế thì thực sự là nó sẽ không hay, bởi vì là dù sao thì bộ phim này là một phim về thời trang, mà cái phim thì cái idea lúc đó thì mình sẽ nảy ra một cái gì đấy, mình nảy ra là Cathy sẽ quá thành, mình sẽ trở thành một nhà thiết kế và mình sẽ cắt những hình ảnh thời trang để style cả Thanh Bùi và Thu Minh. Hôm nay mình làm đẹp anh Thanh Bùi được mặc với màu đỏ. Tâm mưu dày góc dọn là màu đỏ, nên mình chọn áo đầm với màu đỏ cho nó hợp lý nhất. Mình đã mới xong quay cái phần đầu tiên của music video Cứ Thế Mà Đi. Giờ đến phần thứ hai. Đố các bạn ai đang ngồi trong phòng trang điểm đây? Nhà sĩ Kim, ca sĩ Thanh Bùi. Kim và Thanh là có cơ hội để làm việc với ca sĩ để cho việc các bạn OST cho phim mới này. Với ca sĩ tôi cảm thấy là rất là mình hiểu nhau, vì là hai người từ nước ngoài là người Việt Nam sang trường nước ngoài như thế này. Về Việt Nam theo đuổi được ước mơ của mình, Thanh nghĩ là Thanh với Cathy có nhiều cái suy nghĩ mà mình có thể đồng cảm với nhau. Cái điều quan trọng là Thanh thích những cái gì nó hài hước một chút xíu. Và cái phim này sau khi Thanh thấy cái teaser mình cũng là nghe Cathy nói về nó, rất là hài, rất là vui tính. Thì có thể nói là cái đó cũng là hợp với cái cá tính của Thanh. Thì Thanh nghĩ là cái bài hát này nó cũng vừa đúng với tinh thần của cái phim mà mình đúng với tinh thần. We miss you, Huy Tuấn. Mọi người kia. Thank you. Cảm giác của anh Bùi như thế nào sau khi đã quay một đoạn clip cho The Cafe nào? Ok, chắc là đủ rồi. Cái phần này đủ rồi. Bây giờ Phan thay cho mình cái bộ kia. Ok, đây. Cho ba nhân vật của trên của chị khi thì là những em, thì cho lúc của em thì đây là một những cái lúc mình thấy rất là New York, rất là hợp với những một em. Thì có cái bộ này là phối lại với nhau, thì một những cái lúc chính cho chị Thương Minh là cái áo của Peter Bellotto và váy của Van Van. Hai cái này là hai cái lựa chọn thêm, thì một là Genetic G thì nó rất là nữ tính mà nó ôm sát cho người, và cái mẫu này là của Van Van thì nó nhìn nó lịch lãm mà nó tối giản nhiều hơn so với cái mẫu này.
của Nguyễn Thanh Bùi của một bài hát, đó chính là Where Did We Go Wrong. Cho nên ở Minh có một sự tin tưởng và một sự yêu mến thái độ làm việc cũng như rằng là chuyên môn của Thanh Bùi đang chu du ở châu Âu, nhưng mà nhận được lời mời cũng như là email của Thanh Bùi để thể hiện ca khúc Cứ Thế Mà Đi. Thì cái sự khó khăn đó chính là khi mà đang ở bên châu Âu thì mình di chuyển liên tục, không có ở một chỗ, và cái thời gian biểu của mình thì nó cũng rất là chặt chẽ, cho nên là chỉ có một buổi duy nhất với 3 tiếng đồng hồ để mà thu âm ca khúc này, nhưng mà Thu Minh đã hoàn thành xuất sắc chỉ trong vòng 1 tiếng 15 phút mà thôi. Tiên thì mình cảm thấy lại thêm một cái điều gì đó rất mới và khác lạ so với những gì mà Thu Minh đã thể hiện từ trước tới giờ. Ca khúc này Thu Minh nghĩ rằng là sẽ là một trong số những ca khúc mà khiến cho tất cả mọi người đều có thể hát cùng với nhau, cùng có thể chia sẻ với nhau những sự cố gắng, sự chân thành vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời rất là vui khi bài hát này là bài hát chính trong bộ phim Đi sao biết vậy? Hôm nay Kha đi làm trợ lý cho anh Tuấn Bùi. Để cho có cơ. Ok, để cho cơ phải không? Phụ nữ thì có cơ chứ nó mạnh mẽ. Cứ thế mà đi. Nhưng bạn ấy muốn làm là men hơn. Cứ thế mà đi. Cứ thế mà đi. Cứ thế mà đi vô đụng cứ tường luôn. Cứ thế mà mở cửa.